Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ càng cong gầm trước cho dòng xe BMW phiên bản BMW X6 phiên bản nhập Mỹ. Bộ càng trước công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất theo tiêu chuẩn OEM của hãng Lemfelder của Đức. Lemfelder là một thương hiệu OEM của Đức chuyên sản xuất cho các dòng xe châu Âu cũng như các dòng xe nhập Mỹ. Bộ càng cong bao gồm phần thân càng và phần cao su chịu lực càng và phần rô tin của càng. Đây là sản phẩm chính hãng của Lemfelder. Lemfelder là nhà sản xuất OEM chất lượng cao của Đức và là nhà sản xuất của BMW luôn. Đây, trên thân có logo các laser hình con ngó. Đây là logo của Lemfelder. Và đây là mã số của nó. Cây trái, cây phải và cây trái. Lemfelder. Đây, cái này được sản xuất tại nhà máy ở Malaysia. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc với công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.